Hello, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh channel của Bun nhá. Anh em ơi, tất cả chúng ta đều biết rằng là Mr. Beat là YouTuber top 1 server trái đất đúng không? Đúng, đúng. Thì ngày hôm nay tôi sẽ vạch trần tất tần tật sự thật về Mr. Beat. Xem là có giống như ở trong video không nha. Và anh em nào đang tò mò xem Mr. Beat sẽ như thế nào thì hãy tiếp tục qua video này nha. Và trước khi đi, hãy nhớ cho tôi xin một like và đăng ký kênh và đặc biệt là nhấn xem quảng cáo đó nha. Còn bây giờ là lên đường thôi. Như anh em đã thấy, phía trước mặt tôi kia đó chính là logo của Mr. Beast, một con báo xanh đang gặm lát cái chữ Beast anh em ạ. Và đây chính là Mr. Beast Story, câu chuyện của Mr. Beast anh em ơi. Và chúng ta sẽ lên đường để khám phá sự thật về Mr. Beast nha. Let's go. Rồi, đi đường này anh em ơi. Ô trời, sao có một người ta? Ơi, mấy bạn này có đi không? Cái server này hình như không có người mấy, tôi phải chuyển server đã. Phải có người đi chung với mình thì mình mới đỡ lo ngại được anh em ạ. À thế à? Rồi, bây giờ chúng ta đã thấy có rất là nhiều người rồi đúng không? Bây giờ sẽ tham gia cái tổ đội này. Hiện tại đang có 5 người trong cái hòm này anh em ơi. Và thời gian bắt đầu chỉ trong vòng vậy là 1 giây. Let's go. Uầy, anh em có thể thấy này, Mr. Beat luôn luôn có rất là nhiều tiền. Và cái bạn nào đó đã làm logo có hẳn một tờ tiền ở sau lưng Mr. Beat. Rồi, đi lên đường xem nào. Woo, chúng ta đang có mặt ở trong một cái căn nhà nào đó. Cảm giác như đây căn nhà của Mr. Beat thì phải. Hả? Ai đây? Who are you? Ui, hello. Rolando ra đen. Rolando còn xăm mình à? Sao tóc còn tóc bật lem lốc hả anh em? Ảo thật đấy. Alo. À, nhầm anh em ơi. Đây là I love Speed thần tượng cực kỳ. À đâu? Fan của Rolando. Fan của Rolando anh em ạ. Ok, và bây giờ nhiệm vụ cái bạn I love Speed này đưa ra cho mình đó chính là dọn dẹp cái căn nhà này. Ủa alo, mình đang đi thám hiểm xem là có cái chuyện gì xảy ra, phải đi dọn dẹp nhà cho người ta này. Ok, thùng rác các thứ này. Còn nhiều đồ ngoài này nữa anh em ơi. Rồi. Phòng ngủ này. Ở đây cũng treo những cái bức tranh về logo của Mr. Beast. Ok, và bọn tôi đã dọn sạch sành sanh cái căn nhà này rồi. Rồi bây giờ chúng ta cần phải đi ăn đi đúng không? Sau khi mà ấy thì chúng ta phải đi ăn đúng không? Phải xem tivi trước à? À đâu, đến phòng ăn trước anh em ơi. Nhà bếp đây anh em ơi. Go to kitchen. Chúng ta sẽ đến nhà bếp để xem có món gì ăn ở đây không. Mở tủ lạnh ra. Tủ lạnh có ri, không có cái gì luôn. Ủa alo, mời mình đến đây ăn. Phải có đồ ăn, đến đây ngắm ấy à? Ăn ngó à anh em? À đây rồi, bây giờ chọn đồ ăn anh em ạ. Có hamburger, pizza sao bẩn thế này. Bánh sandwich. Ui, hamburger đây anh em ơi. Nhìn mấy pizza kiểu như ai đang rõ rãi ra đấy ạ. Ghê chết đi được, hay nước mũi ở đấy ạ. Ok, mình đã ăn thành công với những hamburger. Bạn chắc cũng bảo là lấy burger này. Bạn ấy cùng chung ý tưởng với tôi đấy, cùng chung tần sóng với tôi đấy anh em ạ. Ok, đi ăn xong rồi thì chúng ta sẽ phải xem video, xem tivi. Rồi, ra đây ngồi xem ơi. Uầy, ghế đây cũng xịn nha, nhưng mà không cho mình ngồi ta. Ghế xịn nhưng không cho mình ngồi ta. Thôi, tìm cái điều khiển tivi hả? Ủa lô, bảo mình đi xem tivi, bắt mình đi tìm cái điều khiển tivi nữa. Tôi cũng chịu luôn, lý quỳ luôn đấy. À đây rồi, điều khiển tivi đây rồi. Cầm ra, bạn này cầm ra. Ok, tôi đã tìm được điều khiển tivi rồi bạn ơi. Mở tivi lên. Rồi, để xem bảng tin ngày hôm nay có gì chấn động hay không. Ôi, mấy bạn này nhảy hết lên đây, chế hết màn hình tivi rồi. Cái gì? Ô, Mr. Beat là anh em. Và đây là những cái thử thách mà Mr. Beat đưa ra. Ô, có cả cầu kính này. Có rất là nhiều người đã tham gia, 8 người tham gia cái thử thách đấy. Wow. Xem nào. Xem mọi người có vượt qua được cái thử thách này không nha. Và có những thử thách khác. Sao mấy người này đang bị nhốt ở đây ta? Tôi thấy có một cái điểm gì đó không sai sai rồi đấy nha. Hả? Cái gì đấy? Mất điện hả? Mất điện ngang luôn hả? Quay giờ mất điện ngang mà trời lạnh lạnh dần rồi thôi. Đi ngủ thôi anh em ơi. Thề. Rồi đi ngủ. Hai cho mình 20 giây lên giường ngủ anh em ơi. Chọn cái giường ngủ ấy được không ta? Ô, bạn này mở cái tủ này ra hết này. Không làm được. Lừa rồi. Cái thằng Astro Speed này, nó cũng vào đây rồi. Nó cứ đứng nhìn mình làm cái gì không biết. Thấy đẹp trai quá hả? Ok, 9 tiếng sau, chuyện gì đã xảy ra? Có nghĩa mình đã ngủ đủ
mình đã ngủ đủ cái thời gian trong vòng một ngày rồi đấy. 9 tiếng, bình thường là thời gian sẽ là 8 tiếng một ngày thôi, nhưng mà ngày hôm nay tôi ngủ 9 tiếng và dư 1 tiếng cũng được, gọi là bổ ích hơn. Ok, lão mình được thư giãn hơn và sáng rồi, một buổi sáng tinh mơ. Và cái anh này vẫn đứng đây, vẫn đứng im đây như trời trồng. Anh này không di chuyển đi đâu hả? Hả? Ui, tôi mới chợt nhận ra cái mặt avatar anh đấy nói ra nhìn thộn tã mau ngang luôn. Hello. Hello. Gặp Mr. Beast luôn này. À, có một game show nhảy obby. Bây giờ mình sẽ phải đi theo anh đấy hả? Uầy, mình đang hỏi anh đấy là mình, anh đấy không lừa mình đấy chứ. Đây là đèn xanh đèn đỏ mà, có phải nhảy obby đâu. Mà anh em có thể nhìn Mr. Beast này, nhìn trông bí hiểm ra mang con Nga luôn. Ok, cái thử thách này thì đơn giản đã rổ đối với tôi rồi. Easy. Rồi, màu đỏ thì chúng ta phải dừng lại và màu xanh thì chúng ta phải đi. Và có 45 giây để thực hiện cái thử thách này. Rồi, đơn giản thôi, đi thôi. Rồi, tôi sẵn sàng rồi bạn ơi. Màu xanh, 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 màu xanh. Màu đỏ chưa, màu đỏ chưa, màu đỏ chưa. May quá tôi dừng kịp anh em ạ. Và phía trước kia không phải là cái bạn nữ mà làm ông Mr. Beast siêu to khổng lồ luôn. Ui giời ơi đấy, tôi cắn đúng thời gian ngay anh em ơi, và tôi đang top đầu trending. Ok, qua luôn, let's go. Sao còn có hai người thế này? Lấy đi tổng cộng 5 người, sao bây giờ còn 2 người? Ôi giời ơi, đừng bảo là mấy người kia bị để xe đỏ lại bắn hẹo luôn rồi nhá. Oh no. Nhưng mà tôi vượt qua thử thách là đơn giản, thì đang rổ thôi mà, có cái gì đâu. Dám ba cái thử thách lên xe đèn đỏ. Tôi cần nhiều thử thách hơn nữa của Mr. Beast. Tôi cần nhiều thử thách hơn nữa đây. Rồi, chúc mừng rồi, chúc mừng rồi. Cộng 10.000 đô. Wow. Đúng là đây là sự thật rồi anh em ạ. Được cộng tiền thật. Và thử thách tiếp theo. Wow. Vượt qua những cái tia laser này, nếu mình chạm vào tia laser là mình hẹo đó. Được đấy chứ. Không làm sao hết anh em cả. Tôi vượt qua được. Tôi vượt qua được, chắc chắn là như vậy rồi. Đẩy đi, đẩy đi, đẩy đi, đẩy đi. Đây là điểm bắt đầu của mình à? Để xem nào. Ở đâu đấy là điểm kết thúc anh em ạ. Chết rồi. Tia laser này không di chuyển. Và mình có thể nhảy qua đây được không? Nhảy được anh em ơi. Tôi sẵn sàng mà, tôi sẵn sàng rồi. Ok. Dăm ba cái laser này làm sao mà khó được bùn. Đúng không anh em? Tôi vượt qua thử thách nhanh nhanh gọn lẹ luôn cho anh em xem này. Trời ơi. Ôi. Ủa gì vậy? Tuy nhiên nó nhảy lên làm tôi giật hết cả mình. Ok. Vượt qua thử thách tiếp. 10.000 đô nữa tiếp theo, 10.000 đô tiếp theo, teo teo teo. Ai hốt thì mà. Giàu rồi anh em ơi, giàu các cụ rồi. Rồi xem mình vào cửa hàng xem nào. Toàn những thứ mua bằng Robux thôi. Đấy, xôi còn nhảy hip hop luôn mà. Đây gọi là chiêu gọi là như là quét sàn anh em ạ. Được rồi, nhưng mà thử thách còn muốn một mình tôi thôi. Wow. Wow. Hóa ra tất cả những cái thử thách ở trên TV là mình phải thực hiện. Đúng, đúng. Căng đét này đẹp luôn nha. Thử thách này chúng ta cần phải vượt qua những cái rìu kia và bấm cái nút đỏ này thì chúng ta sẽ thoát. Ui, ở dưới này toàn là acid này. Căng nha, căng nha. Được đấy chứ. Ui, mình còn bị nhốt ở trong lòng nữa. Và chúng ta sẽ có một cách thoát thôi. Đó chính là phải phá vỡ chiếc ghế này. Phá vỡ chiếc ghế này sao? Ô, đây là một cái đường lui duy nhất của tôi luôn á. À, lấy được một cái thanh sắt này, lắp ghép vào đây thành một cái thang. Ok, hiểu. Mình cần phải lắp ghép nhanh thôi. Thế này chết dở luôn đấy. Trò chơi xếp hình này thì đơn giản đối với tôi thôi. Được, ok. Có thang đâu rồi? Đấy rồi. Lên thôi, lên thôi, lên thôi. Còn 30 mấy giây nữa. Cái rìu này chì bà. Cái rìu này căng nha. Nó lướt nhanh luôn đấy chứ. Chứ rồi, còn 25 giây nữa. Cố gắng anh em ơi. Qua luôn. Sắp hoàn thành rồi, còn 19 giây nữa. Wow, đây rồi. Damn. Vỗ tay. Vượt qua rồi anh em ơi. Khá là càng lão đó. Còn 10 giây nữa, ui, mình vượt qua thử thách còn tận 10 mấy giây nữa cơ. Trời ơi, lại có 10.000 đô nữa rồi. Quả này về thì giàu các cụ luôn. Cộng 10 đô, tiền đúng là có cánh mà bay anh em ạ. Có cánh bay thẳng vào túi tôi luôn đấy chứ. Được chưa? Ngon lành cành đào chưa? Rồi luôn. Đây là nhà máy kẹo của Mr. Beast à? World Car. Đây là nhà máy kẹo World Car mà ta. Và chúng ta cần phải nhảy obby lên đây và bấm cái nút này. Đây là World Car. Hình như một người bạn của Mr. Beast thì phải. Càng lão nha.
Ok, 60 giây thôi, 60 giây thôi. Nhảy nhanh gọn lẹ thôi. Lên 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 lên, tấm vé vàng này. Rồi, tôi nhớ tấm vé vàng này MrBeast đã làm một cái video gì đấy rồi. Ok. Tôi phải cần phải tập trung hơn. Nhảy lên nữa này. Rất là nhiều tấm vé vàng luôn. Rồi, lên cái bánh cookie này. Bánh cookie bị cặm giả nữa chứ lị. Ha, lên kiểu gì nữa? À đây 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 đây. Lên, à đây đây. Ui giời ơi. Còn một đoạn cuối nữa ạ. À. Thừa tận 25 giây. À, sao không bấm được loot? What the hell? Ê. Loot hỏng rồi. Toàn rồi. Toàn thật rồi bố em. Loot lại bị hỏng ha. Ê. Ê. Ô, sao bấm được loot lại ta? Ê là gãy rồi anh em ơi. Tôi bấm loot thôi mà. Không bấm được loot không cho mình loot bấm mà. Cái nó tràn lên thì làm sao? Ô, mày quá. Ôi giời ơi. Hút cả hèn là hết cả hồn. Thế lại nhảy điệu nhảy vứt sàn đấy anh em ạ. Tôi tưởng không bấm được cái loot nó bị liệt cơ. Mình mà không bấm nó không chặn được cái lớp sô-cô-la nóng bỏng kia nó chạm vào người mình. Ok. Thử thách tiếp theo đi. Cái gì đây? Màu chạy à? Màu chạy à? Ô MrBeast đã thuê hàng tấn fan hay là đê fan của mình nhỉ? Anh em là fan của tôi like video này nha. Ok. Chúng ta cần phải vượt qua chính xác cái màu này. Và cái tựa game này tôi cũng đã làm video rồi. Anh em có thể tham khảo lại video cũ của tôi. Màu hồng. Ok, chọn đúng màu hồng là được anh em ơi. Giãn. Có cái gì đâu. Có cái gì đâu. Trời ơi. Dễ. Màu gì đây? Màu green. Green. À gray. Màu xám ạ. Ui. Từng cái gì? Khó quá nó đi. Màu nào nhìn nó loa cả mắt đi. Màu hồng chứ hả? Trời ơi. Thì như thời gian bắt đầu nó cảm giác càng ngày càng nhanh hơn á. Ở dưới toàn là dung nham mà toàn lava lava. Sợ phết. Bầu blue, màu xanh dương. Không có gì là khó. Ngay cạnh màu hồng luôn. Ây, trời ơi. Tôi chỉ cần một mình tôi cũng có thể vượt qua thử thách. Ui, màu đen. Chọn đúng màu đen anh em ơi. Đấy ơi, màu đen nhìn cũng hơi khó khó nha. Màu đen nhìn cũng hơi khó khó đó nha. Lại màu đen nữa. Mình đứng một chỗ thôi cũng vượt qua thử thách. Còn 7 giây nữa anh em ơi. 7 giây nữa. Ok rồi. Ôi dồi ôi, sao dễ thế ta. Sao dễ thế ta. Kiếm tiền dễ thật đấy. Mấy cái thử thách này đơn giản. Fan gọi là hô hào các thứ luôn. Hỏng rồi anh em ơi. Thử thách cầu kính này tôi đúng chịu luôn. Bây giờ có một mình tôi mà vừa qua thử thách cầu kính này nó khó luôn đấy chứ. Ô chịu rồi. Một mình tôi mà vừa qua cái thử thách cầu kính này thì cái gì đây. Hai ba người vừa qua được. Một mình tôi vừa qua cái gì. Đây à. Ok. Nó hướng dẫn cho mình một cái này. Tôi nghĩ ở bên này này. Ui. Hình như tất cả cái chữ MrBeast là vượt qua được anh em ơi. Wow, đúng rồi. Tuyệt quá. Ui giời ơi, tưởng cái gì. Đấy anh em thấy không? Trí thông minh nó ở đấy đấy anh em ạ. Trí thông minh nó ở đấy đấy. Đúng là con trai của ta. Ok chưa? Ok chưa? Tôi tưởng nó không có một cái gọi là tham minh, không có một cái gợi ý nào cơ. Nhưng mà bằng cái trí lão vận động của tôi thì tôi cũng đã nghĩ ra được. Và không bị hẹo là cộng thêm 10k tiền nữa đi. Thơm nước mũi. Rồi. Còn bao nhiêu thử thách nữa đem hết đến đây cho Bun. Càng nhiều càng tốt. Càng nhiều thì mình càng được nhiều tiền đúng không anh em. Lụm lúa hết tất cả luôn. Bây giờ tôi đang có 60k đô rồi. Rồi. Đừng bảo là mình phải hoàn thành tất cả các thử thách mà MrBeast đã đề ra nha. Ok. Vượt qua cái cánh cửa này. À, bắt đầu level up mấy rồi đấy. Và chúng ta cần phải lấy được cái bánh, lấy được cái thanh sô-cô-la của MrBeast. Bắt đầu level up rồi đó. Cái gì đây? 350 đi. 350 đi. Mở ra. Chạy được. Cái gì đây? MrBeast bao nhiêu tuổi á? 35 tuổi. Chuẩn chưa? 25 tuổi. Ừ, 25 tuổi thôi hả? What? Ủa, MrBeast sao có 25 tuổi ta? Thế hơn tôi có một tuổi hả? Ảo thật đấy. Cái gì đây? Tên thật của MrBeast là gì? Bạn này hơi lú nha. Ôi, chọn đại không đúng. Chọn đại không đúng, còn một thử thách là còn 28 giây nữa thôi. Bạn thân của MrBeast là Jimmy. À cái gì đấy? Nhầm. Bị nhầm rồi. Peter. Peter không phải luôn.
Chết ây giời ơi, thật ra tôi chọn đại tôi không nhớ đâu. Ok. Ê. Ê, không lấy được. Ê, ông Mr. Beat ơi, cái này không lấy được ông ơi. Dừng ngay lại, dừng ngay lại. Ôi, may quá. May quá. May quá, thề luôn. Tôi chọn theo linh cảm mà tôi vẫn đúng. Kiểu lúc ấy cuống anh em. Tôi nhớ là tôi cũng nhớ phết đấy. Bốc phết ít thôi. Rồi, tiếp tục. Thử thách gì nữa đây? Sinh tồn ở biển à? À, sinh tồn ở biển à? Khỏi những cái con cá mập nó vây quanh tôi ở kia. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi rồi. Bắt đầu thôi rồi lượm ơi luôn đấy. Không sao. Làm nó tất anh em ơi. Làm nó tất anh em ơi. Đi thôi. Đoạn này là mình bị mắc dây không? Có bị mắc dây nha. Nhảy qua này. Nhảy qua này. Nhảy qua này. Ok. Vẫn chưa có gì là khó hết. Vẫn là vượt qua là được. Đoạn này cần phải nhảy qua không này? Ơi, phải nhảy qua nha, phải nhảy qua nha. Ây. Ây. Nó như kiểu mấy cái cọng dây thun ấy nhở. Cọng dây chun ấy. Mình nhảy trượt cái là nó nhảy tưng tưng lên à. Thử thách gì mà dễ thế. Mình cần phải đi theo cái bè này nha. Cho cái bè này nó tun tun một tí đã. Xong mình nhảy qua. Ui. Ok. Ui. Này quá qua rồi anh em ơi. Đi vào hầm đen tối này. Cộng 10.000 tiếp. Cộng 10.000 tiếp. 80k đô, 80.000 đô, suy ra bao nhiêu tiền Việt nhỉ? Ui, 2 tỷ anh em ạ. Nếu đây là sự thật thì tôi xin cảm ơn MrBeat. Rồi, tiếp tục. Nào, cái gì đây? Cần phải giải cứu bạn này hả? Càng ngày cái thử thách nó càng gian lao hơn. Phá vỡ cái bức tường này. Không sao. Chắc là tôi sẽ làm được thôi anh em. Anh em tin ở tôi không? Nếu anh em tin và cho tôi xin ít động lực thì anh em hãy ấn like video này nha. Phong 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 phong. Đập vỡ bức tường này. Đập vỡ bức tường này ra. Đập vỡ ra. Ok. Obi. Obi thì với tôi là một lốt nhạc thôi. Với tôi nó chỉ là một lốt nhạc thôi. Tinh tinh. Nhanh chưa? Nhanh chưa? Trời ơi, lỗi gì nữa đi. Nó cứ phải gọi là đẳng sơ cấp đúng không? Rồi. Còn tận 12 giây nữa mới đến thử thách tiếp theo. Làm thử thách thế. Các bạn tìm biển sẽ thật mà. Cũng cho tôi tiền vậy. Thế giờ vượt qua 8 thử thách lên thử thách thứ 9 rồi đấy. Và thử thách tiếp theo là thử thách thứ 10. Sự thật nằm ở đâu? Rồi. Tôi nghĩ đây sẽ là thử thách cuối cùng của tôi rồi. Thế khá là khó. Mình cần phải vượt qua và trèo leo những cái trèo lên những cái thanh cầu thang kia. Tránh khỏi lava hả? Ok. Liệu rằng tôi có vượt qua không? Lấy tinh thần anh em ạ. Hít thật sâu. Hít thật sâu. Rồi bắt đầu rồi. Chưa kịp hít luôn. Cho tôi một cái gậy làm cái gì đây? Sống sót. Sống sót khỏi cái thứ gì? Ok, lava đã lên. Rồi dâng tràn lên rồi nha. Trèo lên đây khả năng tôi sống cao đấy. Không biết lava có lên được đến đây không. Xem nào. Ui, nhìn núi lửa. Nhìn cái lava nó dâng trào lên này. Nó sụp 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 lên đi chứ. Tôi cứ trèo lên đây đứng im đây là thắng hả? Ai mà biết được. Mình cần sinh tồn khỏi cái gì nữa ta? Alo. Ui, lava lên gần đến chân rồi đấy. Rồi là nó khó dữ chưa ta. Tôi đang nghĩ một cái logic của tôi. Nó đang nghĩ là cái này cực kỳ khó, nó phải có gì đó cản trở tôi. Nhưng mà không. Trèo lên cái cầu thang đấy và vượt qua. Ok. Và MrBeat đã chúc mừng tôi rồi. Đừng bảo là câu chuyện của MrBeat là mình sẽ cầm về 100.000 đô nhá. Hả? Kết thúc rồi hả? Thế là tất cả những video mà MrBeat làm là sự thật. Ui. Cái gì đấy sao MrBeat to thế? Hình như tất cả những video MrBeat làm là sự thật. Và tôi cũng đã trải nghiệm 10 cái thử thách mà MrBeat đưa ra. Gì đây? MrBeat cười. Và MrBeat sẽ tiêu diệt tôi hay gì? Nani? Hey. Hey boy. Hey boy. Ui. Biết ngay mà đây mới là sự thật kinh thiên động địa này. MrBeat đi tiêu diệt tôi. Oh no. Tôi biết ngay mà bị lừa ngay mà. Làm gì có chuyện ăn tiền MrBeat đơn giản thế. Không có chuyện đó đâu sói ơi. Càng ngày nó càng nhiều những cái cục
dung nham nó rụng xuống rồi, và sau khi rụng nó còn động đất rung thiên đình địa luôn cơ. Tôi không nhìn được cái gì cả. Thề luôn, thôi mà. Mỗi lần một cái thiên thạch nó rơi xuống là cái sàn nhà nó rung lắc nhìn hoa hết cả mắt, trong hết cả mặt. Thôi, please, xin đó. Anh ơi, em không lấy tiền của anh đâu. Tha cho em về nhà đi. Ôi trời ơi. Trời ơi, cái gì, cái con què gì thế này. Tôi kiểu như sắp muốn rơi cái lão ra rồi. Mình làm Mr. Beast tức giận lên rồi anh em ơi. Oh my god. Thôi, có gì cho em xin lượng thứ. Anh ơi. Nhiều thế. 1 tỷ cái trông nó nhọn hoắt, nó xuyên lên một cái tôi mà trúng một cái là đúng là thủng lỗ chả lỗ chỗ luôn. Thôi mà, em không làm anh tức giận nữa đâu mà. Nên cho em về nhà đi anh ơi. Xin một lần được thứ tha đấy. Ôi giời ơi. À, được rồi, bây giờ mình không về được nhà, mình sẽ vượt qua nó. Không có gì phải sợ cả anh em ơi. Không có gì phải sợ cả. Tất cả mọi thứ ở đây đều là thử thách mà Mr. Beast đưa ra, để không có gì phải sợ hết nha. Đấy. Đứng lên thao lên thuyền cái chồng ấy tông một cái vào mông thì thôi. Mai gặp bác sĩ luôn đấy chứ. Nếu gọi cấp cứu luôn đi anh em ạ. À. Rồi. Ui, vượt qua chưa? Hết chưa? Tầm này tôi đúng cạn kiệt sức lực rồi. Tôi không còn sức để gồng với Mr. Beast nữa rồi. Thôi. Ok. Qua rồi. Mr. Beast đã bắt đầu gục ngã rồi. À, tấn công được. Mình tấn công được anh em ơi. À, cho mình cái gậy làm gì? Phá hủy đúng không? Nhưng mà mình đã có mất máu đâu. Siêu to khổng lồ như này mà. Lấy là gì đã? Ok, lấy được là gì anh em ơi. À, ở đây rồi. Nè, qua luôn. Nhân. Mình sắp được đánh bại Mr. Beast rồi anh em ơi. Căng não thật sự. Đâu rồi là gì, ở đâu đến nữa đây? Ồ. Trước mắt tôi. Ngay trước mắt tôi thôi. Có một tia laser và tôi đã vượt qua. Ý, chạm nhẹ vào một cái laser rồi. Đồ ăn hại. À, Mr. Beast còn 560 máu nữa, 550 máu nữa. Bây giờ tôi mới để ý cái thanh góc phải màn hình. Ôi giời ơi, nãy giờ không để ý. À, bị dính tí rồi, dính tí laser rồi. Còn 440 máu nữa, cố lên Boon ơi. Nãy giờ không để ý luôn đấy. Tưởng con đánh không mất máu. Ok, nhảy qua. Quạt được 380. Ui. Không để ý cái mà nó bừng tỉnh dậy luôn mà. Hả? Bừng tỉnh dậy luôn mà. Ui trời. Tôi đập cái lửa nó không có. À, gọi 100 Mr. Beast ra hay gì. Ôi rồi, thôi hỏng hình rồi các cháu ơi. À đây bạn thân của Mr. Beast. Ghê nha. Nhìn mặt tướng mạo cũng giống đấy. Tôi gõ cho u đầu luôn. Nhân. Gọi nữa đi, gọi thêm người nữa đi. Chấp luôn. Bạn bị kinh rồi. Chấp luôn. Hả? Caris. Ui, không muốn đánh con gái đâu nhưng mà đã vào đây phải bắt buộc phải đánh rồi anh em ơi. Thôi phải hạ gục từng đứa một thôi. Đứa đầu tiên tôi đã đập cho lát tăng con tình rồi. Con trai không ăn được, con gái ăn. Con gì đấy, cái gì đấy. Còn một tí máu nữa thôi. Và tôi đã thất bại rồi anh em ơi. Còn khoảng chừng đó lâu đó khoảng tầm 300 máu nữa là tôi tìm được ra sự thật rồi không. Cay tươi nhờ. Đau đớn một tỷ giá ba con ngan luôn đấy. Anh em nào muốn tiếp động lực cho tôi nữa thì anh em hãy cho tôi xin một like nha. Và tôi sẽ làm phần 2, rủ Timmy Quân Thành vào đây tiêu diệt Mr. Beast và tìm ra sự thật đằng sau nha. Okay. Tôi cần tìm ra rồi đó. Và anh em thấy video này có hay không? Nếu mà thấy hay, hãy để lại cho tôi xin một like và đăng ký kênh. Và đừng quên là nhấn xuống cửa đó nha. Còn bây giờ là bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.